Chào 700 anh em, mẹ đã đến đây. Câu này quen không biết, ai là fan của cái trang blog phượngcungtoi.com.vn, các bạn sẽ được nghe, bây giờ nghe thiệt cái giọng nói của mẹ rồi ha. Thì hôm nay mẹ sẽ giải thích và chia sẻ nhiều hơn những gì mà mẹ đã viết ở trên blog để cho các bạn ai mà theo dõi có thể hiểu rõ hơn nè. Mà đặc biệt cái topic, về cái topic, cái phần phải nói là hot nhất luôn trong cái những cái câu hỏi mà các bạn gửi về cho mẹ. Trời, một ngày á, các bạn biết không, trong cái phần inbox của mẹ có cái trang fanpage cá nhân, cái trang fanpage á, nhận rất là nhiều tin nhắn. Mà trong đó có một cái câu hỏi như vậy nè, mà mẹ nói một ngày có thể cao điểm nhất có thể là 5 người dao động như vậy á, 5 người hỏi, mà mẹ bên đây mẹ đi làm nữa, đó là không có thời gian để trả lời hết cho từng bạn được. Nên là mẹ quyết định thôi, bây giờ mình viết ra đi, rồi bây giờ nếu mà ai không hiểu, hoặc là khi mà cả nhà đọc á, mà ai mà không hiểu thì có thể inbox hỏi mẹ, thì mẹ sẽ giải thích kỹ hơn. Chứ bây giờ nếu mà mỗi từng người mình trả lời như vậy, nó không có thời gian. Với lại mẹ quyết định làm cái video này thì để cho cả nhà có thể xem đi xem lại, và cái chỗ nào không hiểu thì comment thì mẹ sẽ trả lời. Như vậy nó sẽ dễ hơn cả nhà, dễ hơn cho mẹ và cho cả nhà luôn. Đây đây, quay lại cái chủ đề đây. Cái chủ đề đó là các bạn hỏi làm sao mà để được sang Thụy Sĩ sống và làm việc. Đó, cái chủ đề vô cùng hot, tại vì trên cái trang cái gì ta, cái group du lịch Thụy Sĩ á, có rất là nhiều cái cảnh đẹp. Đó là nhiều bạn trẻ, mà đặc biệt những bạn trẻ nha, tầm khoảng 20 đến 30 tuổi, những câu hỏi đó là mẹ thấy là đa phần là tầm khoảng 20 đến 30 tuổi đó. Thì các bạn hỏi là chị ơi, bây giờ tư vấn giúp em làm sao để em được sang Thụy Sĩ để sống và làm việc đây. Thì mẹ đã có viết một cái bài rất là dài, cũng phải dài lắm đâu, nhưng mà chia sẻ hết tận tâm luôn, gốc gan gốc ruột rồi, để chia sẻ với cả nhà luôn đó. Thì hôm nay mẹ sẽ nói chi tiết về cái bài này ha. Thì cái bài ở trên cái trang phuocungtoi.com.vn có cái tựa đề là làm sao để được sang Thụy Sĩ sống và làm việc. Thì đầu tiên á, là mẹ có mở ra, chưa khoan, để bây giờ mẹ cho cả nhà xem cái trang web này đã. Bây giờ trước tiên thì các bạn vào Google ha, sau đó sẽ search tên là phuocungtoi.com.vn đó. Rồi sau đó cái trang blog của mẹ nó sẽ hiện ra đây, toàn bộ đây. Cái lúc này vô nó sẽ là trang chủ đó cả nhà. Thì trong đây nó có ẩm thực nè, rồi tiếp phượt, rồi khoảnh khắc, rồi visa, rồi shopping, ô thôi nhiều lắm, phục vụ đầy đủ cho 700 anh em luôn. Nhưng mà riêng cái phần ẩm thực thì mẹ chưa có post bài lên. Sau đó các bạn sẽ vào phần tiếp phượt, thì trong cái tiếp phượt này là mẹ chia sẻ tất cả tất tần tật những gì liên quan về Thụy Sĩ hoặc là những cái nước khác nữa, nhưng mà trước mắt bây giờ Thụy Sĩ trước. Tại vì mẹ đang sống ở Thụy Sĩ nên là có nhiều cái về Thụy Sĩ lắm, và Thụy Sĩ như mẹ nói là chưa bao giờ hết hot mà. Đó, đây là cái topic làm sao để được sang Thụy Sĩ sống và làm việc đây. Các bạn click vào ha. Thì ở trong đây mẹ có viết bài nè, rồi có chèn hình nữa. Nó là mẹ đa phần là mẹ chèn hình rất là nhiều, tại vì mẹ nếu mẹ là người đọc, mẹ cũng thích coi hình nhiều hơn là đọc nữa, nên là hình rất là nhiều. Thì cả nhà có thể lướt lên đọc vào đây. Thì có những cái mục mà mẹ đính kèm với những cái bài trước để cho cả nhà dễ click hơn, dễ tìm hơn, khỏi phải đi ra ngoài để tìm lại đó. Rồi cả nhà cứ kéo xuống và xem ha. Thì đây là toàn bộ những cái chủ đề mà mẹ đã viết, từng cái bài viết mới thì nó sẽ hiện lên cả nhà. Rồi các bạn vô trong cái phần tiếp phượt đó ha, rồi click xuống có rất là nhiều cái chủ đề. Sau đó các bạn sẽ vô cái chủ đề nào mà chủ đề mà mình cảm thấy mình thích, hoặc có những bạn mà đang chuẩn bị đi du lịch Thụy Sĩ, mà đặc biệt những người mà đang sống ở châu Âu á, thì muốn tìm lịch trình 7 ngày 3 ngày gì đó, thì mẹ cũng đã có chia sẻ trên đó luôn, thì cả nhà vào xem nha. Rồi khi mà mình vào được cái bài này nè, cái bài mà chuẩn bị mẹ đang chuẩn bị chia sẻ nè,
Thì đầu tiên mẹ đề cập đến cái phần mà du lịch, đặc biệt ở đây mẹ cũng giải thích thêm đó là du lịch, với cái visa du lịch là mình không thể sống và làm việc tại Thụy Sĩ được nha cả nhà. Đặc biệt cái luật của Thụy Sĩ cực kỳ khó và cực kỳ gắt gắt kinh khủng khiếp luôn. Thụy Sĩ như cả nhà có biết, đúng cũng biết rồi đó, là Thụy Sĩ không nằm trong cái khối Liên minh châu Âu, là những cái mặc dù ví dụ những nước xung quanh hàng xóm có thể Pháp có thể dễ hơn tí xíu đó, nhưng mà Thụy Sĩ không hề dễ trong cái phần mà cho dân nhập cư vào nước của họ. Thì ở trong đây thì mẹ có nói sơ qua về cái phần du lịch chỉ dành cho những ai mà mình không biết về cái cách mà làm thế nào để được sang Thụy Sĩ du lịch, và đặc biệt trong cái vấn đề visa. Visa Thụy Sĩ chưa bao giờ là dễ dàng cả nhà ơi, cực kỳ khó, đặc biệt visa du lịch. Visa du lịch thì nếu mà theo cái kinh nghiệm của mình á, đa phần là mọi người sẽ xin visa Pháp, visa du lịch Pháp, rồi sau đó chỉ cần một cái visa du lịch Pháp thôi ha, là cả nhà có thể đi hết tất cả các nước trong khối châu Âu luôn, bao gồm cả Thụy Sĩ. Thì sau đó mình chỉ bay qua Thụy Sĩ và mình đi du lịch bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà xin trực tiếp tại lãnh sự quán Thụy Sĩ hoặc đại sứ quán Thụy Sĩ để lấy được cái visa du lịch, đó là một điều vô cùng nhưng mà cày di chóc giải đó. Trong đó trong trong bài là mẹ có viết rồi, có viết chia sẻ rồi đó. Đó. Rồi với lại cái visa thăm thân, cái visa thăm thân cũng không được sống và làm việc tại Thụy Sĩ luôn nha cả nhà, nó không nằm trong cái topic này mẹ có giải thích đó. Nhưng mà để dành cho những ai mà cần biết về cái visa du lịch và cái visa thăm thân thôi, nên là mẹ đã lồng vô. Rồi bây giờ những cái cách mà có thể ở lại Thụy Sĩ với thời gian dài, ví dụ như 2 năm, 3 năm, 5 năm, đó là tùy mình. Thì có những cách sau, thứ nhất là đi du học. Thì đi du học này là dành cho những ai có điều kiện, tại vì cái mức sống, cái chi phí sinh hoạt và học phí của bên Thụy Sĩ cực kỳ đắt đỏ, nó nằm trong top những nước đắt đỏ của thế giới, nên là các bạn phải khi mà suy nghĩ về cái phần mà chi phí này, liệu của mình liệu mình có thể trang trải trong năm đầu tiên. Nếu ví dụ như trường hợp đi các bạn chỉ muốn là ba mẹ có thể là hỗ trợ tiền học phí, nhưng mà tiền sinh hoạt ăn ở thì mình tự trả, nhưng mà các bạn cũng phải cân nhắc lại là liệu như mình có thời gian để đi làm thêm hay không, tại vì cái chương trình học nó rất là nặng, nó tùy vào cái ví dụ như là cao đẳng hay là đại học cử nhân đó, hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ, thì tất cả các chương trình học nó rất là nặng, mình phải xem xét lại coi mình có đủ thời gian để mình đi học hay không, mình đi làm hay không, vừa học vừa làm. Thì cái học phí á, dao động tầm khoảng trên dưới 1 tỷ tùy vào cái chương trình mình học, với lại thêm một phần nữa cái học phí này có thể giảm hơn nếu trường hợp như các bạn săn được học bổng hả. Nó cũng có nhiều qua nhiều cái thử thách lắm cả nhà. Rồi còn về phần chi phí sinh hoạt ăn ở chưa tính nữa, đó là dành cho những người mà thật sự có điều kiện để suy nghĩ về cái chương trình du học này ha. Rồi bây giờ tới thêm nữa về kết hôn. Kết hôn này là cái điều này vô cùng dĩ nhiên rồi, nó thực sự là nó quá dễ hiểu cả nhà, tại vì khi mà mình có vợ hoặc chồng là người Thụy Sĩ thì các bạn khi mà vợ hoặc chồng đó đồng ý bảo lãnh làm visa đi để nộp cho mình để mình được đi qua Thụy Sĩ mình sinh sống với thời gian, đặc biệt là thời gian dài, theo cái diện kết hôn là sống với thời gian dài và sống gọi là không không có cố định gì, gọi là không có bị hạn chế về thời gian đó, có nghĩa là muốn sống khi nào thì sống, sống đến suốt đời cũng được đó. Đó là cái phần kết hôn. Thì kết hôn này là mình nghĩ là cả nhà đa phần là mọi người đều biết rồi, hoặc là ví dụ như trường hợp như mình được cái anh chồng đó người quốc tịch Pháp hoặc quốc tịch Đức hoặc quốc tịch Ý hoặc Áo hoặc là những nước khác chẳng hạn, nhưng mà đang làm việc tại Thụy Sĩ thì cũng có thể bảo lãnh cho bạn đi qua được luôn, hoặc là vợ chẳng hạn, vợ hoặc chồng là công dân nước khác nhưng mà đang làm việc tại Thụy Sĩ thì cũng có thể bảo lãnh được luôn. Rồi về tiếp nữa là phần gì ta, à làm việc tại Thụy Sĩ, đặc biệt nha, mọi người hỏi mình rất là nhiều về cái phần làm việc, làm sao để được sang Thụy Sĩ làm việc, tại vì cả nhà biết là lương của Thụy Sĩ rất là cao, nhưng mà bù lại cái mức sống cao thì cũng vậy thôi cả nhà đó. Thì cả nhà hỏi là bây giờ chị ơi có cách nào mà để em sang Thụy Sĩ em làm việc được hay không,
Nếu mà trường hợp như làm việc thì lao động chân tay sẽ có hai dạng, đó là lao động chân tay và lao động trí thức. Nếu mà lao động chân tay á, thật sự mẹ nói nó thiếu công việc cho những người ở những cái khu vực lân cận ngư của Thụy Sĩ để sang làm việc nữa. Đặc biệt là bên đây mẹ thường thấy dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất là nhiều nè, rồi những dân của các nước như là gọi là sao ta, Slovakia hoặc là Kosovo đó, những nước ở những cái nước mà hơi cái mức sống hơi thấp và cái dân hơi gọi là nghèo hơn Thụy Sĩ, họ sang để họ làm việc. Rồi dân qua bên đây nhiều lắm, nhưng mà cũng phải là người ta phải biết thêm tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý thì mới được làm được ở nhà, chứ không phải là tiếng Anh là đủ đâu, không có. Ngay cả lao động chân tay nha, lao động chân tay là cũng phải cần phải biết thêm một trong ba thứ tiếng của Thụy Sĩ nữa, ba thứ tiếng chính của Thụy Sĩ, đó là Đức, Pháp và Ý đó. Mà như mẹ nói lúc nãy đó, nó thiếu cho dân của châu Âu bên này họ qua để họ làm việc nữa, đừng có nói tới chi người Việt Nam của mình. Và thêm một cái nữa, đó là khi mà mình nộp hồ sơ để xin cái visa làm việc á, mà lao động chân tay á, trời ơi mẹ nói chắc dấu này giống như mình cầu như được trúng số, cả nhà mà trúng số độc đắc chứ không phải trúng số 1-200 triệu hay hàng triệu đâu, mà gọi là trúng số độc đắc nó khó tới mức độ gì đó. Nên là không, lao động chân tay là coi như miễn rồi đó, dẹp rồi đó. Rồi thì lao động trí thức, đặc biệt là lao động trí thức thì dành cho những ai gọi là có kinh nghiệm làm việc là đỉnh của đỉnh nha, và làm việc ở nước ngoài, nếu mà làm việc ở nước ngoài trước đó nữa và kinh nghiệm làm việc rất là giỏi, thì khi phỏng vấn mà bên nhà tuyển dụng họ thấy ok là họ sẽ nhận, rồi sau đó họ sẽ làm cái visa làm việc, hỗ trợ làm cái visa làm việc cho mình, rồi sau đó mình mới được qua. Thì cái đặc biệt là Thụy Sĩ nổi tiếng với cái lĩnh vực như là tài chính nè, dược nè, và kỹ thuật là bên phần mà sản xuất đồng hồ rồi này kia cả nhà đó. Nhưng mà như bạn nói, nếu mà trường hợp như anh chị nào mà có tay nghề cao nè, mình tự tin trong cái phần mình phỏng vấn, và đặc biệt mình biết thêm ba một trong ba cái thứ tiếng đó nữa, đó là Đức, Pháp và Ý, thì mạnh dạn nộp đơn, biết đâu được mình là người may mắn, cứ thử. Và khi mà mình phỏng vấn mình tự tin, mình thấy yêu cầu mình đạt, thì chắc chắn là bên nhà tuyển dụng họ sẽ xem xét lại với mình. Tại vì mẹ cũng đã có gặp nhiều anh chị em ở bên này, họ làm việc với cái chức vụ cũng rất là cao đó cả nhà, làm trong văn phòng nhưng cái chức vụ rất là cao, nói tóm lại là người Việt Nam mình ra nước ngoài cũng không thể là như bằng dạng vừa đâu. Nên là mình cứ thử sức nha, nếu mà ai mà tự tin như vậy thì cứ thử sức nộp đơn, biết đâu được nè. Rồi thêm một cái dạng khác mà để được xem Thụy Sĩ sống và làm việc, đó là dành cho những anh chị em nào mà đang sống ở khu vực châu Âu. Mẹ cũng hay, tại vì mẹ có tham gia những cái group mà làm việc tại Thụy Sĩ á, thì có nhiều anh chị em ví dụ sống ở khu vực Pháp, thì anh chị em hỏi là bây giờ anh chị em chuẩn bị đi qua bên Thụy Sĩ để làm việc, thì bây giờ tìm nhà đồ này kia đó cả nhà, đó tìm nhà để ở á, thì lúc đó là đa số là anh chị em đó là làm bên phần IT hoặc bên phần tài chính đó, IT rồi nguyên về công nghệ thông tin á. Thì mà nghĩ nếu mà đối với những trường hợp mà anh chị nào sống ở châu Âu thì rất là dễ rồi, đó chuyện đó là đương nhiên là khỏi bàn rồi ha. Đó, à quên nữa, kể cho cả nhà nghe trong cái bài viết mình có viết, đó là mình có quen một cái anh mà làm trong cái bên nhà máy Nestle của Việt Nam á, mà đặc biệt là Nestle đó là công ty của Thụy Sĩ đó cả nhà, mà trước đó trời ơi mẹ không hề biết đâu, sau này mới biết đó, mà đó là công ty mẹ ở bên Thụy Sĩ. Thì cái anh này đặc biệt là anh rất là giỏi, anh làm việc cũng lâu năm ở trong cái nhà máy ha, và anh là quản lý, anh rất là giỏi. Rồi sau đó anh được công ty Nestle bên Việt Nam á chuyển qua bên Thụy Sĩ thì làm việc 2 năm thôi cả nhà, thì rất là đơn giản luôn, vô xin visa đi rất là đơn giản nhanh lẹ luôn á. Đó cũng là một trong những cách mà được sang sau Thụy Sĩ sinh sống và làm việc đó cả nhà. Chứ bây giờ ai mà cứ xin vô bên Nestlé làm việc và mình phấn đấu mình nỗ lực, biết đâu được cuộc đời mình sẽ sang trang mới, ai biết được đúng không nè. Đó
Rồi, đó là những cách đó. Rồi cả nhà xem bây giờ mình nằm trong cái diện nào, mình nằm trong cái option nào, thì lúc đó mình sẽ đặt ra mục tiêu và mình thực hiện cái ước mơ của mình. Thì tất cả mẹ tin là ai có cái ước mơ đều trở thành sự thật hết. Rồi mẹ nói hồi xưa đó, ngay cả chia sẻ tí xíu về bản thân mẹ, đó là mẹ cũng khi mà xem những cái cảnh đẹp hoặc là video về Thụy Sĩ là lúc đó mẹ cũng mơ lắm. Mẹ mơ trời đẹp ghê tao ơi, trời đẹp có ước gì mà đỡ qua đây sống ha, qua đây làm việc ha. Lúc đó cũng từng mơ, đó là mẹ rất là hiểu cái cảm giác của các bạn những ai đang xem hình ảnh và video về Thụy Sĩ, tại nó yên bình đúng không, nó yên bình, nó sạch sẽ đó. Rồi sau đó trời xui đất khiến đưa đẩy, mẹ gặp chồng của mẹ, anh là người Thụy Sĩ đó. Thế là sau bây giờ mẹ ngồi ở đây là mẹ cũng nằm trong những diện đó đó, những diện mà mẹ đã chia sẻ với cả nhà đó đó. Rồi thì mình cứ ước mơ đi nè, rồi chắc chắn là sẽ thành hiện thực. Còn những ai mà đang tham gia trong cái group du lịch Thụy Sĩ, hoặc là đang follow cái YouTube của mẹ nè, hoặc là website, hoặc là fanpage, tất cả những cái gì mà liên quan tới mẹ, mà khi mà được vào Thụy Sĩ rồi, khi vào Thụy Sĩ bất kỳ ví dụ như du lịch hay sinh sống hay làm việc gì hết, thì liên hệ với mẹ, rồi mẹ rất là vui để gặp người Việt Nam bên này. Với lại thêm nữa là mình ra mình cũng được chia sẻ thêm những cái mà mình biết, thì hy vọng có thể giúp được cả nhà đó. Đặc biệt là trong phần du lịch, tại vì mẹ rất là thích du lịch. Mẹ là dân hồi trước khi mà lập gia đình đó, là mẹ đi bụi một mình đó. Nhưng mà bây giờ đôi khi cũng có, nhưng mà vẫn bị hạn chế về tình hình dịch nè. Không biết bao giờ mới xong nữa. Tất cả là mẹ có rất là nhiều dự định luôn cả nhà biết không, khi mà mẹ đi qua bên này đó là mẹ có dự định đi đâu xách ba lô đi một mình đó đó. Nhưng mà bây giờ dịch là đi không được, rồi thêm nữa gia đình nữa, nhưng mà gia đình đó là không thành vấn đề, tại vì chồng của mẹ cũng rất là thoải mái, anh cũng rất là khuyến khích động viên mẹ làm những công việc mà mẹ thích, nên là gia đình thì không vấn đề. Nhưng mà phần dịch trời, tình hình chung ở đâu cũng vậy hết, nên là phải đợi thôi. Nên là cả nhà cũng vậy, mẹ biết là mình không có đi đâu được hết, cũng chán lắm á cả nhà ha. Tại vì đa phần tuổi trẻ mình rất là năng động và chân đi nữa, mà bây giờ bị kìm kẹp như vậy thì thật sự nó khó chịu vô cùng cùng. Nhưng mà cứ nghĩ, mình nghĩ lạc quan, bây giờ chẳng lẽ là dịch hoài 1 2 năm nó cũng phải xong chứ, chẳng lẽ bây giờ cứ trói buộc mình hoài như vậy sao mà chịu nổi. Nên là cứ hy vọng lạc quan lên cả nhà, yêu đời lạc quan và mọi chuyện sẽ trở thành hiện thực nếu như mình nuôi dưỡng ước mơ, và ước mơ của mình sẽ một ngày nào đó sẽ tới đích. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã tham gia group, đã hoạt động trên group, đã gửi cái câu hỏi cho mẹ, và đã follow những cái thông tin mà mẹ đưa lên trang web của cùng tôi.com.vn, và cả nhà ở cái kênh YouTube này nữa. Mẹ dự định là mẹ sẽ post rất là nhiều những cái video về Thụy Sĩ, về sống tại Thụy Sĩ, hay là tất cả những cái nước mà mẹ đã đi qua, hoặc là những kinh nghiệm gì đó. Thì cả nhà, nếu mà cả nhà yêu thích cái video và thấy nó mình cần cho tương lai của mình cần những cái gì mà mẹ chia sẻ cho sẽ giúp đỡ trong cái hành trình mình đi bụi chẳng hạn, thì cả nhà đăng ký kênh giúp mình, giúp mẹ ủng hộ mẹ nha, rồi chia sẻ nữa. Rồi mẹ mong là được nhận được 1.000 cái người đăng ký để bên YouTube có thể cho mẹ livestream trực tiếp. Tại vì mẹ thích livestream trực tiếp hơn là làm video, mẹ không có thời gian để làm video, với lại livestream trực tiếp nó giống như nó thật hơn cả nhà ha. Nó không có ảo rồi bằng làm video. Video tất nhiên là mình phải làm hình ảnh đồ này kia lên cho nó sống động nữa, nhưng mà livestream trực tiếp là nó rất là chân thật luôn, mẹ thích như vậy đó. Nên là mẹ rất là mong được 1.000 người đăng ký để mẹ có thể livestream. Cả nhà ủng hộ mẹ nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mẹ xin chúc cả nhà và gia đình bình an. Mọi người cố gắng lạc quan qua cái mùa dịch này ha, qua cái thời điểm này. Thì ai cũng như vậy thôi. Mình coi như là mình sống chung với dịch đi, rồi sau này biết đâu đó là một cái kỷ niệm. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cả nhà một lần nữa. Cảm ơn, bye bye, bye bye cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà ơi.
Để tiện theo dõi kênh của mình, cả nhà hãy đăng ký kênh bằng cách ấn vào nút subscribe, like và chia sẻ như hướng dẫn trên màn hình.